Hello tất cả mọi người, như mọi người cũng có thể thấy tình trạng môi ở phía bên trái ở trong hình ảnh chiếc iPad là tình trạng môi trước khi hút và tình trạng môi của chị khách hàng sau khi vừa thực hiện hút laser tại DK thì có sự khác biệt rõ rệt đúng không ạ? Thì trước khi chúng ta giao lưu với chị thì mình sẽ nhờ chuyên gia phân tích một chút về tình trạng môi của chị nhé. Chị Giang ơi, chị có thể phân tích giúp em một chút về tình trạng môi ban đầu của chị khách hàng khi đến với DK được không ạ? Tình trạng ban đầu của bạn là do cái này bạn cũng mới làm, bạn cũng mới phun thôi. Thời gian rất là ngắn, mới được có mấy tháng thôi. Thế nhưng mà cái màu môi nó bị, nó đã xỉn, nó bị bết mực nữa. Như mọi người đang thấy rất là rõ đây này. Đấy, kỹ thuật đi thì đi khá là sâu tay. Da của bạn ấy thì rất là mỏng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với chị khách hàng một chút để lắng nghe được câu chuyện của chị nhé. Anh và chị ạ, chị Quỳnh Anh ơi, như em được biết là hôm nay mình qua đi gây thực hiện laser môi đúng không ạ? Thì em thấy là mình mới làm môi được có một thời gian rất là ngắn ý. Nhưng tại sao chị lại lựa chọn quyết định là xóa đi đôi môi của mình vậy ạ? Tại vì chị làm xong chị thấy màu môi của chị nó hơi đậm ấy. Nhìn nó không được trẻ lắm. Nên chị quyết định là đến đi cây để mình xóa đi. Xóa đi cái môi cũ của mình. Chính xác thì mình làm đôi môi cũ là được bao lâu chị nhỉ? Khoảng tầm 5 tháng ấy. Mới có 5 tháng ạ. Nhưng mà em thấy so với hình ảnh ban đầu thì là môi của mình cũng có dấu hiệu của việc bị xỉn mực. Ngoài ra là môi cũ của mình thì không có tình trạng không đồng đều màu môi. Và hôm nay khi mà chị đến với DK, chị vừa được thực hiện là một lần đầu tiên thực hiện là hút laser tại DK thì chị cảm thấy như thế nào về kết quả này ạ? Chị rất là hài lòng. Vâng ạ. Nhân viên thì rất là nhẹ nhàng. Vâng ạ. Tư vấn nhiệt tình. Dạ vâng ạ. Và chị đã được chuyên gia cho mình xem kết quả đôi môi của mình hiện tại rồi đúng không ạ? Đúng thôi. Thì chị cũng có thấy là đôi môi của mình trở nên trong trẻo hơn rất là nhiều. Và phần mực xỉn thì đã được xử lý rồi đúng không ạ? Chứ chị có thể chia sẻ với em, giúp em một chút là đối với tình trạng môi của mình khá là mỏng như vậy ấy. Và trong quá trình mình hút laser thì mình có bị khó chịu quá không nhỉ? Thực ra là nó chỉ kiểu là hơi đau nhẹ một chút thôi. Dạ vâng. Châm chích nhẹ trên da. Nhưng mà khi mà kết thúc thì là hết cảm giác đấy luôn. Dạ vâng, có nghĩa là khi mà tia laser tác động vào thì mình tác động đến đâu mình biết đến đấy thì nó hơi cắn cắn luôn đúng không ạ? Chứ còn là nó không hề bị đau rát hay là tổn thương gì đúng không chị? Dạ vâng ạ. Thì giúp mình nhá là zoom cận một chút vào tình trạng môi hiện tại của chị khách hàng. Đó, đây là tình trạng môi của chị Quỳnh Anh ngay sau khi vừa thực hiện laser xong thì chúng ta có thể thấy là không hề có dấu hiệu của việc tổn thương gì cả. Và cái quá trình mà thực hiện laser môi thì là sử dụng bằng ánh sáng xanh. Vậy nên là cái quá trình này thì ống kính máy quay không ghi lại được. Vậy nên là lúc nãy mình đã cho các bạn xem hình ảnh ban đầu cũng như là sau khi mà chị hút laser để mọi người có thể tiện so sánh. Là không hề, mọi người yên tâm nhé, hút mực tại DK thì không hề có dấu hiệu của sưng nề hay tổn thương môi gì đâu. Và sau khi thực hiện laser khoảng độ 15-20 phút thôi là mình đã có thể make up hoàn toàn bình thường và mình không cần phải kiêng khem gì trong việc sinh hoạt quả. Và cũng như chị Quỳnh Anh đã chia sẻ thì hút laser môi chỉ hơi cắn cắn một chút thôi, không hề đau rát hay khó chịu gì đâu. Vậy nên nếu mà những khách hàng nào gặp phải tình trạng, nếu mà có một đôi môi mà chưa được như ý giống như chị Quỳnh Anh thì hãy cân nhắc đến cái việc đến DK để thực hiện là xóa đi cho đôi môi của mình trẻ trung hơn nhá. Chị Quỳnh Anh ơi, thì mình đã hài lòng với kết quả ngày hôm nay rồi thì chị không biết là chị có vui lòng giới thiệu thêm nhiều khách hàng để cho DK không ạ? Có, em gái mình đang định hút laser mày. Dạ vâng ạ. Thì bọn em bên DK của bọn em cũng rất rất là mong sẽ được chăm sóc. Đáng ra là hôm nay là đi cùng đấy nhưng mà bạn ấy có việc bận đột xuất đấy. Dạ vâng. Cho nên là chắc là buổi sau. Dạ vâng. Buổi sau sẽ đến. Vâng ạ, em cảm ơn chị Quỳnh Anh. Và chị cũng nhắc với em gái mình là khi đến thì có thể đặt số điện thoại của chị ra, bởi vì khi mà có khách hàng giới thiệu thì bên em sẽ có những cái chính sách để tiết kiệm cho mình chị nhé. Cảm ơn em. Em cảm ơn chị Quỳnh Anh rất là nhiều và cảm ơn những chia sẻ của chị. Thì em xin phép là kết thúc livestream tại đây để chuyên gia có thể dặn dò mình ngay sau khi mình thực hiện chị nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Và mọi người cũng đã theo dõi xuyên suốt cái quá trình này rồi. Vậy nên là nếu mà có cần điều gì cần được tư vấn thêm thì mọi người có thể inbox lên fanpage của DK Eyebrow and Beauty nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.